quý vị và các bạn, hiện tại tôi đang có mặt tại xã Thọ Sơn, huyện Anh Sơn. Nơi đây có một ngôi đền thiêng thờ phụng người tù trưởng đã có công lớn đối với nghĩa quân Lê Lợi trong việc diệt giặc năm xưa. Và ngôi đền này có điều gì đặc biệt? Xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Nằm giữa đại ngàn của huyện Anh Sơn, đền thờ Trương Hán tọa lạc trên núi Tả Ngọn, xã Thọ Sơn, tạo nên không gian kiến trúc linh thiêng gần gũi với thiên nhiên, đất trời. Lọt vào mắt tôi là không gian của ngôi đền đã được nâng cấp khang trang, xứng tầm với công lao của người tù trưởng năm xưa. Nhiều tài liệu lịch sử khẳng định rằng đền Trương Hán được xây dựng từ thời vua Lê Trung Hưng, nghĩa là hơn 500 năm qua. Ngôi đền thiêng này hiện hữu trên mảnh đất núi rừng Thọ Sơn. Vâng, thưa anh ạ, anh có thể kể cho em nghe một chút về lịch sử của ngôi đền được không ạ? Ở thế kỷ thứ 15, khi vua Lê Lợi tiến quân từ Thanh Hóa vào Nghệ An, là nghĩa quân của Lam Sơn đã có một thời gian dài ở tại cái vị trí mảnh đất Thọ Sơn. Tại đấy thì ngoài vấn đề tập hợp binh lương, rèn vói tập ngựa, thì tại cái mảnh đất này thì có vị tù trưởng Trương Hán vừa rất là giỏi văn võ, là người đã hiệu triệu nhân dân ở miền Tây xứ Nghệ này, rồi là thu gom binh lương thảo giúp cho nghĩa quân đánh thành Trà Lân, tạo nên một cái chiến tích thành Trà Lân trúc trẻ tro bay, thừa thắng thì kéo về giải phóng thủ phủ quân Minh ở thành Nghệ An, sau đó là làm nên cái chiến thắng của nghĩa quân Lam Sơn ở Thanh Hóa. Thì ông Trương Hán đã được nhà vua là ban tặng sắc phong là Khả Lam Quốc Công, tức là gia làng có công với nước, thiên hạ đại định, lập nên nhà nước Đại Việt. Thì vua Lê đã ban cho một sắc phong là Sơn Lâm Thường Thường Đại Đại Vương, ban cho một vùng đất Lộc Điền để nhân dân đời đời cai cấy, đó là Tam Bách Đỉnh Sơn, tức là 300 ngọn núi chung quanh khu vực này. Qua câu chuyện với anh Nguyễn Văn Cảnh, trưởng ban quản lý di tích, tôi đã hiểu vì sao ngôi đền cổ giữa đại ngàn Trường Sơn này lưu giữ được nhiều tư liệu cổ, hiện vật quý giá đến thế. Một long ngai bằng gỗ cổ, hai cuốn gia phả, hai sắc phong, một thanh bảo kiếm và nhiều đồ tế khí với những câu chuyện liên quan đến vị tù trưởng Trương Hán vẫn còn lưu giữ trong cái nôi lịch sử Thọ Sơn. Tất cả càng khẳng định thêm giá trị văn hóa, sức sống vững vàng của một không gian thiêng giữa đại ngàn Trường Sơn. Vâng, thưa bác ạ, có những cái lễ hội nào gắn liền với ngôi đền ạ? Hàng năm là có là lễ Lục Ngoạt, tức là lễ ngày 15 tháng 6, và lễ Bươn Sào, tức là 20 tháng 8, cùng xuất phát từ nơi đây. Lễ vật là có là trâu, có đầu, có đuôi, đưa lên cúng ông. Còn lễ hội Bươn Sào thì là mọc, rồi là bánh sừng trâu và là cháo. Và bác có thể cho cháu được biết là ý nghĩa tâm linh của ngôi đền đối với nhân dân thập phương là như thế nào? Ông Trương Hán này là được là vua Lê Lợi phong sắc, tức là có cũng là đánh giặc Minh. Thì là lễ hội nữa là có ý nghĩa là cầu mong là cho dân làng, tức là luôn mạnh khỏe, rồi là làm ăn phát tài. Đền thờ Trương Hán, dấu tích hiện thân cho cuộc khởi nghĩa Lam Sơn năm xưa, luôn là niềm tự hào của biết bao thế hệ người dân Anh Sơn. Vào dịp tháng 6 âm lịch hàng năm, người dân Thọ Sơn thường tổ chức lễ tế tại đền để tưởng nhớ công lao người tù trưởng đã góp công đánh đuổi giặc Minh, cứu Giang Sơn thuở nào. Quý vị và các bạn,
Nhiều vết tích của nghĩa quân Lam Sơn trong cuộc trường chinh đánh đuổi giặc Minh xâm lược vào thế kỷ thứ 15 vẫn còn hiện hữu trên nhiều địa danh của miền Tây xứ Nghệ như Tân Kỳ, Anh Sơn, Con Cuông. Và trên hành trình vinh danh lịch sử thì địa danh xã Thọ Sơn với ngôi đền thờ tù trưởng Trương Hán là một niềm tự hào của xứ Nghệ. Và đến đây thì chương trình Khám phá Nghệ An cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.